5 món ăn mà tuyệt đối F0 đừng nên bỏ qua. Giá cực bèo mà ở đâu đâu cũng có thể tìm thấy. Và đặc biệt là ở món ăn cuối cùng, mọi người cùng theo dõi nha. Kèm với việc tiêm phòng thì chúng ta thực hiện 5K rất là quy củ, nhưng mà không ngoại trừ cái khả năng mà chúng ta vẫn có thể mắc bệnh. Thì đối với một số nghiên cứu á, nếu như mà chúng ta mắc bệnh nhẹ thì hoàn toàn có thể tự hồi phục tại nhà. Và trong đó thì cái chế độ ăn uống á, nó giúp cho chúng ta cải thiện sức khỏe, sức đề kháng lên rất là nhiều. Vậy mọi người cùng theo dõi xem 5 cái món ăn đó là gì nhé. Thứ nhất đó chính là khoai tây. Khi mà nấu canh hoặc là nấu súp á, thì mọi người nên bỏ cái loại củ này vào. Loại củ giàu tinh bột này á, thì nó giúp cho cân bằng nước vì chúng giàu kali. Và khi mà chúng ta bị mắc bệnh á, thì cơ thể của chúng ta thiếu nước sẽ làm cho dịch tiết đặc lại và chúng khó đào thải ra khỏi phổi. Thứ hai đó chính là nước dừa. Khi mà chúng ta bị mắc bệnh á, mà nếu đối với tình trạng nào bị tiêu chảy á, thì chúng ta phải nên bổ sung chất điện giải. Và nước dừa thì có chất điện giải tự nhiên và nó không có đường. Thứ ba đó chính là rau củ quả và trái cây. Thì vitamin tự nhiên trong rau củ quả á, thì rất là tốt cho cơ thể, mặc dù là bạn đã bị bệnh hay là chưa. Còn rau củ quả thì giúp cho cơ thể của chúng ta hồi phục rất là nhanh. Những cái loại hoa quả và trái cây á, được nhắc đến như là dưa hấu này, dâu tây hoặc là rau diếp. Thứ tư đó chính là cá béo. Theo một nghiên cứu á, thì axit béo omega 3 có trong cá nó làm giảm viêm nhiễm khi mà chúng ta mắc bệnh. Và khi mà chúng ta bổ sung omega 3 thì cơ thể của chúng ta sẽ có khả năng kháng khuẩn và bảo vệ các màng tế bào. Vậy nên bổ sung omega 3 trong quá trình bị bệnh á, thì rất là cần thiết. Và cuối cùng đó chính là một ly trà mật ong ấm. Một ly trà mật ong ấm trước khi đi ngủ thì giúp bạn bước vào cơn ngủ dễ dàng hơn, đồng thời là cải thiện miễn dịch và bảo vệ sức khỏe của bạn.